Dạ, em Phụng xin kính chào cả nhà mình nha. Hôm nay á, em về ấp Mỹ Thạnh của xã Song Thuận thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để quay về giới thiệu cho cả nhà mình á, một cái thửa đất vuông nằm trên cái mặt tiền đường ranh 3,5 mét này nè, tọa lạc tại ấp Mỹ Thạnh, xã Song Thuận của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích đất là 265,7 mét vuông, với chiều ngang mặt tiền á, là 7 mét, chiều sâu vô là 38 mét. Đất mình thì có 100 mét thổ cư. Hướng đất của á, là cái đất mình là hai mặt tiền nha, nên cái hướng đất mà em đang đứng đây á, là hướng tây bắc, phía sau còn một mặt tiền đường ranh 2,5 mét là hướng đông nam. Chủ đang kêu bán cái thửa đất này á, với giá là 750 triệu đồng ạ. Đất mình thì sổ hồng sẵn, pháp lý rất là rõ ràng luôn. Dạ rồi, em sẽ giới thiệu sơ về cái vị trí con đường mình thôi. Con đường em đang đứng này nè là đường bê tông 3,5 mét nha. Đường này thì xe 7 chỗ 16 chỗ mình đi vô. Cái tuyến đường của mình á, là cái tuyến đường thông theo cái tay trái của em nè, mình đi một đường thẳng 300 mét là mình sẽ đến ngay chỗ đường nhựa Lộ Me Song Thuận. Ngay cái vị trí đường nhựa Lộ Me mình rẽ trái khoảng tầm 200 mét là mình sẽ về đến tỉnh lộ 876 để về chợ đầu mối trái cây Vĩnh Kim, cũng như là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. À, ủy ban của chợ xã Vĩnh Kim á, là 2 km ạ. À, còn ngay cái vị trí đường Lộ Me mình rẽ phải tầm khoảng 1 km là mình sẽ về ngay chỗ huyện lộ 35 cầu Long Hưng, đi thông về đường tỉnh 870. À, về vô thành phố Mỹ Tho hay là về thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, còn hướng ngược lại của em nè, hướng bên tay phải của em, mình đi tầm khoảng 1,7 km là mình sẽ ra đến ngay cái vị trí tỉnh lộ 864, ngay cái cụm công nghiệp Song Thuận. Ở đó thì có các công ty giống như là Á Châu, Vạn Đức, Đại Thành. Dạ rồi, cái thửa đất của mình á, làm ở cái mặt tiền này á, hướng tây bắc của mình á, thì nó có một cái view kênh nhỏ nữa nha. Nhưng ở đây á, mình về mình có thể là làm, nếu mà mình hợp với hướng này, mình cất nhà xây hướng này á, là mình làm một cây cầu qua đây đó. Cái kênh này nó rất là nhỏ mát mẻ thôi, ở đây á, thì chủ để đỡ cây cầu dừa. Rồi em mời cả nhà mình á, cùng theo em qua cầu dừa để đi vô sâu vô miếng đất nha. Dạ, ranh giới đất của mình á, là từ cái trụ bê tông này nè, kéo dài qua cái trụ bê tông bên đây. Dạ, cả nhà mình đợi em cho cái bạn phía sau em nữa nha, đi qua luôn. Giờ bạn ấy thành công rồi đó. Dạ, mình từ trụ bê tông bên kia đến trụ bê tông bên đây là 7 mét. Sau này ở đây thì chủ chưa làm hàng rào nhưng đã làm thẳng một cái hàng cột bê tông về ranh giới. Về mình làm hàng rào chỉ cần kéo lưới B40 nữa thôi. Dạ. 750 triệu là chủ sẽ bao cho tụi mình tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên đến khi ra sổ hồng cho mình luôn. Và cam kết với mình là không phát sinh thêm một cái khoản chi phí nào nữa ạ. Đây, hai bên đất là chủ đã cắm hết những cái trụ bê tông thế này nè. Đất thì cao ráo bằng phẳng nha. Hiện tại á, những cái nhỏ là chủ đã san lát sơ bộ luôn rồi. Khi mình về á, mình chọn cái hướng đất cất nhà. Nếu mà mình hợp với hướng phong thủy hướng tây bắc thì mình có thể cất nhà xây về hướng này. Còn như nếu mình hợp với hướng đông nam thì mình sẽ cất nhà qua hướng sau. Tí nữa em sẽ đi vào cuối đất để mình nhìn thấy cái mặt tiền đường phía sau luôn nha. Ở trên đất mình á, thì đang trồng dừa nè. Cây dừa nó lùn như em vậy đó, nên là em đụng được cái trái của nó luôn. Dạ, dừa Sabo. Do cái này á, là chủ không có thời gian chăm sóc nên cỏ nó hơi nhiều. Nhưng cái này, cái Sabo này tầm khoảng 5 6 năm tuổi nè, hiện tại rất là tốt luôn. Mình về mình chăm sóc sơ là mình có thể hưởng được quê lợi luôn nha cả nhà. Ấp Mỹ Thạnh, xã Song Thuận của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Rồi tới chỗ này là em không biết làm sao để đi qua luôn. Đó. Dạ, thành phố Hồ Chí Minh á, cô chú anh chị mình về đến thửa đất này á, chỉ tầm khoảng là 65 km ạ. À, còn thành phố Mỹ Tho mình lên đây á, là tầm khoảng 14 km. À, để em đi 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 kéo qua bên đây nè, em đi vô trong khu đất cho cả nhà mình coi nha. Đây nó có cái mương, em qua không được. Đây, đi nhờ qua bên đất hàng xóm. Yeah. 750 triệu cho thửa đất này quá là đẹp luôn cả nhà ơi. Cái này mình về cái chiều dài, nếu như mình nó cất hai cái nhà vẫn được nha. Hai cái nhà, một cái nhà thì xây về hướng đông nam, một cái nhà xây về hướng tây bắc.
Em đã ra tới vị trí cuối đất của mình à. Đường bê tông này á, là đường bê tông 2,5 m, tên đường của mình là đường Hai Liên Ba Phát. Ở đây á, thì tuyến đường của mình cũng là tuyến đường thông nha. Mình rẽ phải là mình sẽ ra ngoài cụm công nghiệp Song Thuận nè, ngay tưởng tượng tỉnh 864. Mình rẽ trái là mình cũng sẽ về tỉnh lộ 876. Cái ranh giới đất của mình á, là từ đây nè, từ đây qua cái trụ bên trong bên bển, rồi cái trụ nó ngã luôn rồi, là 7 m. Phía đây nè là 7 m, sâu theo cái hàng trụ bê tông này ra phía sau hổm là 38 m. Đất mình có 100 m thổ cư, hướng đất này cơ ở mặt tiền đường Hai Liên Ba Phát, nghĩa là hướng đông nam. Rồi em xin phép được lặp lại một lần nữa, tổng diện tích đất của mình đó là 265,7 m², tọa lạc tại ấp Mỹ Thạnh, xã Song Thuận của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nói chiều ngang mặt tiền là 7 m, chiều sâu vô là 38 m, đất có 100 m thổ cư, chủ đang kêu bán với giá là 750 triệu đồng. Cô chú anh chị có quan tâm đến thửa đất vườn em đang giới thiệu, vui lòng gọi về cho em qua số điện thoại 0947 071 309. Em xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào ạ.